Mới đây, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ yêu cầu khu du lịch Quỷ Núi tạm dừng hoạt động để làm rõ việc xây dựng các tượng quỷ. Theo bà Nguyên, sau khi mạng xã hội và báo chí phản ánh trong khu du lịch Quỷ Núi có những bức tượng phản cảm, Sở đã cử đoàn đến kiểm tra. Thực tế, các bức tượng quỷ trong khu du lịch này chưa được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép. Theo quy định, những bức tượng đặt nơi công cộng phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép trước khi xây dựng. Trong khi đó, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho biết, khu đất mà Liên Minh Group xây dựng khu du lịch Quỷ Núi là đất nông nghiệp của tư nhân, được quy hoạch đất ở nông thôn. Trước khi xây dựng, chủ đầu tư có xin chuyển mục đích sử dụng đất và xin phép xây dựng. Riêng các bức tượng trong khu du lịch không thuộc thẩm quyền của huyện. Nhiều ý kiến của khách du lịch, người dân địa phương cho rằng họ bức xúc, bất ngờ vì khu du lịch có nhiều bức tượng quỷ với tạo hình quái đản ghê rợn. Còn bạn cảm thấy khu du lịch Quỷ Núi này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!